Lúc này là 7 giờ 30 tối, chợ ở đây khá là nhộn nhịp ha. Bọn mình thì lúc này đang ở thành phố Ero, cách sân bay Delhi khoảng 20 phút đi xe. Cái bánh samosa này mình thấy chấm với cái sốt me tamarind của Ấn Độ rất là ngon luôn. Nếu bạn nào sang Ấn Độ có muốn uống nước mía thì nhớ dặn người ta đừng cho masala vào nha. Mang tiếng lấy chồng Ấn Độ vậy chứ, nhưng mà đây là lần đầu tiên chồng mình dắt đi Delhi chơi. Mới tới sân bay thôi là đã thấy ngỡ ngàng về cái độ hoành tráng ở đây rồi. Mọi người có nhìn thấy cái bức tường phía bên phải với rất nhiều thủ ấn không? Nhìn ở trong video thì nó nhỏ vậy thôi chứ, nhưng mà nhìn phía bên ngoài trời ơi, cực kỳ hoành tráng luôn. Mình thấy người ta đi ngang qua đây hay dừng lại check in lắm. Chồng mình bảo đây là thủ ấn Mudras, hay còn gọi là biểu cảm cử chỉ của tay. Cái thủ ấn Mudras này thì được lấy ý tưởng từ nghệ thuật múa cổ điển ở Ấn Độ, yoga và nghệ thuật thị giác. Đây là cảnh phía bên ngoài của ga đến nè. Lúc này là cũng khoảng 7 giờ tối rồi, nhưng mà ở phía bên ngoài này cũng không đông người mấy ha. Chồng mình thì đang đẩy hành lý vào cái khu dịch vụ đưa đón bằng taxi. Ở sân bay Delhi này thì có rất nhiều dịch vụ taxi, giống như ở Việt Nam mình lên app đặt Grab vậy. Mà ở đây mỗi hãng sẽ có khu vực chờ riêng biệt, ví dụ như là Uber, Ola, Auto. Đó, mọi người có thấy cái quầy dịch vụ của Ola không? Nhà mình thì đặt taxi của Ola cho nên là đang đứng đợi ở đây. Đây, người ta tới rồi. Vì hai vợ chồng mình mang quá nhiều hành lý cho nên là anh tài xế cho hai cái vali lên nóc xe ngồi bớt, chứ không là một trong hai đứa mình phải lên trễ ngồi rồi. Khác xin hai em vali trên nóc xe thì vợ chồng mình phải trả thêm phụ phí cho bác tài. Mình cũng không nhớ là bao nhiêu mà nói chung là rẻ lắm. Hình như là 10.000 đồng phụ phí trên một vali. Hai vali là 20.000 hay sao á. Cái khu vực mà gần sân bay Delhi này thì cực kỳ rộng rãi, sạch sẽ và hiện đại luôn. Nhưng mà đi vào phía trong thành phố rồi thì nó hơi thay đổi một tí. Bọn mình thì lúc này đang ở thành phố Ero, cách sân bay Delhi khoảng 20 phút đi xe. Sau khi về khách sạn cất hành lý các kiểu thì hai vợ chồng mình đi dạo chợ đêm ở đây nè. Đó, chồng mình giới thiệu cái này là sugar syrup, còn đây là bánh nhân khoai tây samosa. Cái bánh samosa này mình thấy chấm với cái sốt me tamarind của Ấn Độ rất là ngon luôn. Không chấm cũng được, nhưng mà ăn thì nó sẽ hơi ngấy bởi vì khoai tây khá là nhiều. Lúc này là 7 giờ 30 tối, chợ ở đây khá là nhộn nhịp ha. Hình như giờ người ta mới đi chợ để về nấu ăn hay sao á. Ở Ấn thì người ta ăn tối hơi trễ, khoảng 9, 10, 11 giờ tối thì người ta mới ăn tối lần. Lúc mình mới qua thì hơi bị sốc về cái khoảng này luôn, tại vì mình toàn ăn tối lúc 6, 7 giờ tối, trễ lắm thì 8 giờ tối. Mới đi dạo co tí mà thấy khát quá trời nên là hai vợ chồng mình tạt vô quầy nước mía uống. Nước mía bên này thì người ta ướp lạnh sẵn cho nên là lúc đưa mình thì không có miếng đá nào hết trơn á. Một ly đầy ắp như vậy thì giá là 20 rupee, khoảng chưa tới 6.000 Việt Nam đồng á. Mình thấy nước mía bên này ngọt thanh ngon lắm. Nhưng mà nếu bạn nào sang Ấn Độ có muốn uống nước mía thì nhớ dặn người ta đừng cho masala vào nha. Chồng mình thì là người Ấn nên uống thấy hợp vị chứ, nhưng mà mình thì uống không quen. Ở bên này thì hầu như cái gì người ta cũng cho cái masala vào hết trơn á. Cái vị masala này thì mình cũng ráng thử nhiều lần lắm rồi nhưng mà không thể nào quen được. Lúc này là mình ráng uống cho hết nè, nhưng mà suýt nữa bị trào ra. May là cái khúc này chủ quán không thấy, chứ không là ông chạy ra lấy chổi quét mình đi rồi. Đây là quầy bán bánh Pani Puri. Khúc này chồng mình bảo là đừng có quay người ta ăn như vậy, mất lịch sự. Người ta ăn sẽ không được tự nhiên, cho nên là mình cũng không dám quay nữa. Thấy người ta ăn bánh Pani Puri ngon quá, xong mình lại thèm momo ngang xương vậy đó. Ở đây thì người ta gọi là momo vậy thôi, chứ nhưng mà ở Việt Nam thì mình gọi là há cảo.
Bình thường mấy chỗ khác thì cái momo này nó mềm, mọng nước, ăn rất là ngon, lại có súp nữa. Xui sao hôm nay ăn chỗ này nó bị khô, không có ngon, người ta hấp sao mà nó khô ghê luôn. Xong rồi lại không có súp, nước sốt thì lại cay xè. Mình ăn được mấy miếng thì thấy cũng không ổn lắm, cho nên là phần còn lại chồng mình ăn hết. Thấy cũng tội ổng mà thôi kệ chứ biết sao được. Cái khu chợ đêm này thì mình thấy bán toàn là trái cây với rau củ thôi. Ở đây chắc người ta ăn chay nhiều. Đi dạo quanh một vòng thì thấy khu chợ này cũng nhộn nhịp ghê. Cơ mà phải chú ý xe cộ một chút nha. Dạo một vòng thì mình với chồng mình có mua được dưa hấu nè, lựu với lại xoài. Tại vì nghe nói xoài với lại lựu ở đây rất là ngon, nên là cũng muốn thử. Ok, hôm nay dạo chợ tới đây thôi nha. Hẹn mọi người video lần sau. Yeah, but hey, yeah, but...